Xin chào tất cả các bác nha, em là Gia Huy đấy ạ. Các bác khi các bác nhận hàng ở bên em thì cái phần đèn lồng nó sẽ bao gồm các cái phần rời như thế này ạ. Bên em đã cắm sẵn rắc để cho các bác nhận hàng, các bác chỉ việc cắm vào các bác thử thôi ạ. Còn cái phần lắp rắc thì em sẽ hướng dẫn, gửi video hướng dẫn cho các bác. Đây các bác gỡ ra nhé, để kéo một chút mà nó sẽ bị đứt dây ạ. Thì cấu tạo của cái phần đèn thì nó sẽ gồm là hai cái phần đế này, đế trên đế dưới này, phần khung xương này. Khung xương nó sẽ có hai phần này. Tiếp đến là phần motor này, motor đấy, kèm với cả cái phần điều khiển ở trong motor luôn. Và cuối cùng đó là cái phần đèn ở phía đèn cầu ở phía đuôi. Tiếp đến nó sẽ là cái phần dâu này, một túi đựng dâu này. Và cái phần nhựa, nhựa 3D này là ở phần xung quanh đèn. Đó. Thì bởi vì gần Tết rồi nên là nhân viên giao hàng họ rất là nhiều việc nên khi nhận hàng ấy, nếu các bác vào ráp luôn để test ấy, thì nó rất là lâu, nó phải khoảng 30 phút nó mới ráp xong cái quả đèn này. Nó dễ thôi nhưng mà nó hơi lắt nhắt. Nếu bên em ráp thì nhanh nhưng mà các bác mới nhận hàng về là ráp thì nó sẽ hơi lâu một chút. Nên là em sẽ cắm trước rắc để cho các bác nhận hàng, các bác sẽ thử luôn nhé. Cái quan trọng nhất là cái phần đèn led này nó sáng. Còn cái phần lắp ráp thì là em sẽ gửi video cho các bác, em hướng dẫn luôn cho các bác trong cái video này để các bác ráp được luôn. Đây nhá, tất cả các bác thử này. Phần đèn ở motor sáng này, cầu xoay sáng này, hai phần đế này, rồi tất cả đèn ở khung sườn sáng. Như vậy là các bác nhận hàng và thanh toán giúp em nhé. Đó. Để cho nhân viên họ giao hàng, họ còn đi ra các đơn khác nữa mà. Chờ cứ mỗi đơn là chờ 30 phút hoặc là lâu lâu một tí thì cả ngày họ trả giao được mấy đơn thôi. Đó, ok, bây giờ các bác sẽ tháo các cái rắc này ra, xong rồi em sẽ hướng dẫn cho các bác cách để các bác lắp nhé. Tháo ra thì nó cũng đơn giản thôi, các bác tháo rời ra. Còn đến lúc lắp lại thì các bác cứ rắc màu đen, cắm vào rắc màu đen. Một cái rắc màu đỏ này các bác cắm vào rắc màu đỏ là xong rồi. Rút ra nó cũng đơn giản thôi, cầm rút phịch cái là xong. Đây, đầu tiên thì các bác sẽ lắp cái phần motor này vào cái phần đế trước nhé. Hai đế này thì các bác lắp đế lại cũng được nhé, nó giống nhau hết mà. Đây chúng ta sẽ luồn cái motor lên này. Đó. Đây đây. Sau đó ở cái phần đế này nó sẽ có các cái khớp vào nhau đấy, các bác nhìn này, có ba cái lỗ này. Đi quay gần một chút. Đây có ba cái lỗ này, các bác chỉ cần ấn đưa xuống thôi là nó tự động nó ăn khớp vào nhau này. Đó, ok. Như vậy là xong một vế nhá. Rồi sau đó các bác lấy cái phần khung xương của nó này, thì cái phần mà có đầu dây điện thì các bác để lên phía trên này nhá. Đó. Để lên phía trên, sau đó các bác ấn nó vào cái lỗ này. Đi quay gần một chút. Ấn cái này vào lỗ này xong. Ráp nó rất là dễ thôi. Đó. Ráp rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Đó, cứ thế thôi. Đó, xong được một nửa khung rồi. Tiếp đến đây, phần còn lại thì các bác cứ lắp nốt nhé. Đây nó có các cái lẫy sẵn rồi, chúng ta chỉ cần ráp nó vào đúng là chuẩn thôi. Bác là tinh ý thì lắp một phát là xong. Đây, làm rất là chắc chắn luôn các bạn. Toàn thân nó bằng nhựa cao cấp, làm rất là chắc chắn. Đấy, nắp xong cái phần khung xương nhá, thì chúng ta sẽ kết nối cái phần dây này vào. Đấy, cứ cái màu đen này thì các bác cứ cắm vào cái ổ màu đen thôi. Cắm vào ổ màu đen là xong. Đó, tiếp đến chúng ta sẽ lấy cái phần đế còn lại nhé, các bác sẽ lắp nốt vào. Các bác để ngược lại bác ấn được.
Đó, như vậy nó đã thành khung một chiếc đèn rồi đấy ạ. Đây thì còn các cái dây này thì bác cứ xỏ xuống này, các bác cắm hết vào cái phần motor này nhé. Phần motor này nó là bao gồm luôn cả cái bộ điều khiển của nó luôn. Các bác cắm hết rắc vào, cắm vào luôn không, tí nữa chúng ta lắp cái phần thân vào là không thò được tay vào để cắm đâu. Đó, ok, cắm hết vào rồi nhé. Chỉ còn mỗi một cái dây của cái đèn cầu này thôi thì chúng ta sẽ cắm sau nhé, cắm sau cùng nhé. Đấy, bây giờ các bác sẽ lắp cái phần dựa ở phía thân vào này. Đây các bác nhé, các cái tấm nhựa thân này. Ở đây là nó sẽ dính hai tấm A1 nhé, các bác nhớ nhé. Các bác nhìn thấy cái nào mà dày dày thì các bác tách đôi nó ra nhé. Tách đôi nó ra nhé. Ở đây nó có hai cái chữ, chữ này thì em chả biết nó là chữ gì, nhưng mà hai chữ này thì các bác cứ ráp cạnh nhau nhé. Ráp cạnh nhau này. Phần hoa này trồng lên trên nhé, phần hoa trên trên này. Đây nhá, phần này thì nó hơi khó một chút này. Các bác uốn cái tấm nhựa này, các bác nhét vào khe này. Đây nhá. Đó. Chạm đến hai cái đầu đinh này thôi nhá. Nhét vào khe này. Phần này các bác mới làm thì nó hơi khó một chút nhá, nhưng mà mình lắp một hai phát rồi thì nó sẽ rất đơn giản thôi. Đấy, lắp vào được một khe rồi nhá. Các bác cầm cái quả cầu, các bác quay lên. Quay lên thì là ôm vào thân đi. Các bác lắp tiếp vào khe bên này. Thế là tự động nó chui vào thôi. Đó. Cũng khá là nhanh mà. Thế mà lắp quen rồi thì nhanh lắm. Đó, như vậy là xong một phát rồi. Đây, tiếp đến là cái còn lại chúng ta cũng bẻ cong nó như thế này. Xong rồi, luồn tiếp vào cái khe này. Ở đây nó có hai cái đầu đinh này, các bác nhìn thấy nhá. Đây có hai cái chân này thì các bác chạm lên cái chân này thôi. Cho cái tấm nó chạm, bắt đầu chạm qua cái đầu đinh này thôi. Vượt qua như thế này là xong nhá. Sao các bác uốn lên là được. Ra quay cái quả cầu lại, sau đó ấn nó vào. Các bác cứ ấn chặt nhé, cứ dồn chặt là tự động nó sẽ khớp vào. Đó, được hai tấm rồi, khá là nhanh luôn ạ. Tiếp tục cho đến khi hết các bác nhé. Ok, như vậy là em vừa mấy phút là em đã gần hoàn thành xong cái phần thân của chiếc đèn này rồi. Đây chỉ còn một cái mảnh ghép nữa. Mảnh ghép này thì mảnh ghép cuối cùng nó sẽ hơi khó nhé. Đây nên là các bác phải bớt cái phần đèn này chúng ta lắp sau để chúng ta thò được tay vào. Đây này rồi, các bác dựng ngược vào lên. Các bác cứ lắp như bình thường thôi. Tay bác nào mà to thì chắc là hơi khó lắp cái đoạn này một tí đấy. To thì chơi đèn to là mới dễ lắm. Đó. Đó, nó lên trên rồi. Ok, như vậy là hoàn thành rồi. Đó, khá là đơn giản rồi ạ. Tiếp đến là đến công đoạn cuối cùng cái phần đèn này nhé. Đây còn một cái dây dài nhất này. Các bác lấy cái lắp kết nối lốt vào là được nhé.
dây đầu màu đỏ này, khoan cắm nốt vào. Ok, cắm nó vào xong rồi đến phần dâu này. Ở trong này nó có một cái giá này, để tí nữa các bác treo cái đèn này vào. Đây, các bác sẽ luồn vào trong cái, luồn vào cái móc khóa này này. Đó. Đó. Tiếp đến thì các bác sẽ treo, ấn nó vào cái lỗ này, ấn nó vào hai cái lỗ này. Ok, như thế là xong. Đến lúc treo thì nó sẽ cố định ở phía giữa này. Còn tiếp đến là phần dâu nhé. Dâu đèn thì các bác chỉ cần nhét vào các cái lỗ con ở đây thôi ạ. Cứ thế nhét qua thôi. Nhét qua thôi, là tự động nó gài vào. Ok. Ok, vừa rồi em đã hướng dẫn cho các bác lắp xong một chiếc đèn đồng điện tự quay rồi nhá. Thì nó khá là đơn giản thôi ạ. Ở đây nó là tất cả cấu tạo của nó bằng nhựa cao cấp nhá. Đây, rất là đẹp. Đèn toàn là đèn LED cao cấp. Ở đây thì các bác có thể dùng thoải mái 5-75. Đấy, tất cả đều bằng nhựa, phun nhựa luôn. Nó không phải bằng giấy, bằng lụa như các cái đèn thông thường đâu ạ. Các cái hoa văn này, họa tiết này thì mỗi một lần đèn nó về nó có thể khác nhau về chữ nhá, hoặc là khác nhau về hoa này một chút, thì các bác thông cảm. Của đây là cái video em hướng dẫn cho các bác thôi. Thế nên thử cắm thử cái điện vào cho các bác xem. Đó, các bác nhìn này, ở phía sâu bên trong đó là cái phần 3D của nó, rất là đẹp. Đây là một cái mẫu đèn mà cao cấp. Đấy, cao cấp nhất thị trường bây giờ. Ở bên em chỉ chuyên làm một cái mẫu 3D thôi ạ. Ồ, rất là đẹp. Nếu mà buổi tối khi các bác tắt hết điện đi, trời tối các bác nhìn nó mới lung linh cơ. Ở phía dưới cái đèn cầu này nó cũng xoay này. Các bác nhìn này, phía dưới đèn cầu rất là đẹp. Ok, cảm ơn các bác đã mua hàng ở bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.